Sự nhẫn tâm đáng sợ. Cô nói xấu tôi nhiều lắm phải không? Không, không có. Tôi trả tiền cho cô ta rồi. Sau này tôi với cô ta không còn liên quan gì nữa. Em không đấy. Em không cầm tiền của anh. Tuấn Sinh, bản thân con đã làm sai chuyện rồi, còn nói cứng miệng nữa à? Xã hội bây giờ thực tế như vậy đấy. Y Lâm hãm hại con như thế nào, con cũng trả lại cho cô ta y như vậy. Để đạt được thành công, con đã không còn đường quay lại nữa. Điều cô có thể giúp tôi bây giờ là biến khỏi mắt tôi càng xa càng tốt. Tuấn Sinh, con làm chuyện xấu xa đó, Y Lâm cũng không so đo tính toán với con, vẫn một lòng một dạ thương yêu con. Con thì sao? Chỉ biết mỹ phụng, trong lòng con chỉ có mỹ phụng. Còn mỹ phụng thì sao? Nó và Thủy Không đang hẹn hò với nhau, tụi nó sắp cưới nhau rồi. Mẹ thấy con và Y Lâm rất xứng đôi. Mời quý khán giả đón xem những tập tiếp theo bộ phim Mùa Hoa Mẫu Đơn 11:35 các ngày trong tuần trên TTV. Chắc chắn sẽ theo đuổi mỹ phụng tới cùng. Sam Bong, Choi Sung cùng các đệ tử đến Hoa Sa Dam tìm manh mối. Giữa Lee Sung Ki và Choi Yung đã xuất hiện vết rạn nứt. Giao dịch chuyện gì? Ki Tae Mi, Hong In Bang giờ đã thất thế. Hoa Sa Dam chẳng phải đã mất đi hai vị khách quan trọng sao? Nếu cô chỉ theo Choi Yung thị trung thì cũng không ổn. Ông ta vốn là một lão già ngoan cố, khó lòng trả giá tương ứng với tin tình báo. Sau này tôi đành phải làm phiền cô giúp đỡ tôi nhiều rồi. Trước khi Đăng Xê quay về phòng lớn, phải tiếp tục nói chuyện với đại phòng. Tìm được rồi. Người gặp tướng quân họ có tìm được không? Câu trả lời sẽ có trong bộ phim Rồng Tranh Bá, phát sóng 17:30 hàng ngày trên kênh TTV. Nira cùng những người bạn lập một kế hoạch. Hay là chị nghĩ cách cho em làm tốt công việc đầu tiên trước đi. Việc đầu tiên, thầy Ma Nao tham gia trình diễn thời trang. Lần này sẽ có rất nhiều phóng viên. Đây chính là cơ hội tỏa sáng. Đây là Nira. Hôm nay tôi đặc biệt dắt cô ấy tới thăm anh để chào hỏi anh. Tiếp theo, quay đầu một chút rồi nhìn vào ống kính. Đẹp lắm. Họ có gặp khó khăn gì? Hoạt động bắt đầu rồi, nhưng mà Ma Nao tới giờ vẫn còn chưa tới nữa. Đi chuẩn bị đi. Tới giờ rồi. Thì người nào lo phần của câu trả lời sẽ có trong bộ phim Chiếc Lá Cuốn Bay, phát sóng 20:30 thứ hai đến thứ bảy trong tuần trên TTV. Quá khứ tủi hờn. Mày chết đi. Con có biết câm miệng hay là không nha? Tạo nên một bà trùm giang hồ khét tiếng. Mà sống như thế nào không có biết không? Lấy một cái chân đó cho chị. Cô là một con điên. Sức mạnh của tình yêu có thể hoàn lương. Anh có thể làm tất cả. Tôi còn rất yêu Lan. Là một tay tôi làm, không có con tuyết nào hết á. Đón xem Nợ Anh Một Giấc Mơ 21:35 thứ hai đến thứ bảy trong tuần từ ngày 2 tháng 3 trên TTV.